Từ sáng 17 tháng 5, lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2 năm 2024 diễn ra ở công viên Lê Văn Tám, quận Nhất đã thu hút đông đảo người dân du khách đến tham quan các gian hàng, thưởng thức sự đa dạng của bánh mì Việt Nam. Dòng người xếp hàng dài để chờ mua bánh mì hoặc thưởng thức bánh mì miễn phí. Nhiều du khách quốc tế thích thú khi phát hiện một lễ hội bánh mì độc đáo ngay tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Hầu hết đều thử hương vị bánh mì như một trải nghiệm khó quên về văn hóa ẩm thực Việt Nam. Chị Carmen, du khách New Zealand cùng nhóm bạn cho biết, cả đoàn đã trải qua hai tuần xuyên Việt. Thành phố Hồ Chí Minh là điểm dừng chân cuối cùng. Ngay khi đặt chân đến Việt Nam, món ăn cả đoàn được mọi hướng dẫn viên giới thiệu phải thử là bánh mì. Nên đến Hà Nội hay Hội An, ai cũng tranh thủ thưởng thức bánh mì. Tuy nhiên, trong nhóm, ai cũng khen vị bánh mì ở Thành phố Hồ Chí Minh ngon nhất và bất ngờ trước sự đa dạng chủng loại bánh mì Việt Nam. Trong không gian lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2 năm 2024, mô hình bánh mì khổng lồ xác lập kỷ lục hơn 150 món ăn đi kèm bánh mì cũng là điểm nhấn độc đáo thu hút nhiều người check-in chụp ảnh lưu niệm. Lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2 dự kiến thu hút 100.000 lượt khách tham quan trong 3 ngày diễn ra.